chào cả nhà đã quay trở lại với video kế tiếp của kênh Tây Bắc Nghệ An nhé. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại cảng tàu cao tốc lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mọi người ạ. Hôm nay mình đến đây tham quan và review chia sẻ với quý vị chú bác và cả nhà một vài điểm đẹp đang hot của biển Vũng Tàu nhé mọi người nhé. Bây giờ tôi xin mọi người hãy ghé kênh xem và ủng hộ kênh của mình nhé. Đó là chiều hoàng hôn buông, là các du khách và bà con ở ven biển ấy, người ta ra rất đông mọi người. Chỗ này là cái bãi đá này là người ta ra tắm nhiều lắm và nó là mát rất chiều. Người ta ra check in thì phải nói vào hết ý luôn ha mọi người nhá. Thank you.
rất mát mọi người. Video của Tây Bắc Nghệ An cũng đã dài rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình cũng xin xuống luôn. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video kế tiếp nha mọi người nha. Bây giờ hoàng hôn đã buồn, mình đã đói. Xin kính chúc quý vị chúng ta cuối tuần được yêu thương hạnh phúc bên mâm cơm của gia đình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Bye bye.